Xuân đã qua, hè đã đến rồi anh em ơi. Anh em nào mà chưa có kim cương để giữ chữa cho mùa hè này thì anh em đến ngay shop quý11.com để mang thật là nhiều kim cương để mang về nha. Chỉ từ 18k, 19k thôi. Anh em có cơ hội trúng 20k kim cương để mang về luôn. Còn link mình sẽ để cho phần mô tả và bình luận bên dưới đó cho anh em vô tham khảo nha. Còn bây giờ cảm ơn anh em đã đến shop của mình nha. Bye bye anh em. Ủa thằng Heavy quý 1 con nó mời tôi nè anh em. Ôi trời, hôm nay là hai Heavy quý 11 con với Heavy Đăng Nhi luôn. Ủa trời ơi, cái gì mà viết clip vậy ông nội? Để tôi mở mic lên. Alo, alo. Alo, alo, alo. Hôm nay mày tụ tập làm sao mà Heavy quý 11 con nhiều dữ vậy? Đồ cái gì ghê vậy, rồi hôm nay muốn gì? Hôm nay tao mày chơi kèo đi. Kèo gì? 1 cân 3 là tao. What? Mày thắng thì mày được 20 triệu, ok không? Nani? Cái gì thấy ghê vậy? Được rồi đó đấy. Rồi rồi, vô luôn nè, để tao tạo phòng luôn. Ok. Hello anh em nha, thì tôi là quý một anh em. Thì hôm nay là đậu xanh tôi solo với ba cái quân đoàn hai Heavy luôn. Thì hôm nay là tôi cho anh em coi nè, hai Heavy quý 11 ngón và Heavy Đăng Nhi. Thì tôi không biết là cái tập thể này nó đổi tên thành quý 11 ngón hết hay gì mà đậu xanh nó đổi tên thành giống như thịt tôi không anh em ơi. Thì hôm nay nó vô gạ tôi solo. Thì cái kèo này là 20 triệu anh em đó, mà không biết tụi này nó có trả hay không nữa. Alo alo, phát kèo ơi, có trả kèo không? Tao luôn. Ghê vậy ông nội. Tao là full là tất cả thành viên là kiểu là tên quý 11 nón hết. Mày hiểu không? Có mình hiểu tao là tên Duyên thôi. Đù. À, nguyên cái quân đoàn hay EV của mày á là à gục 2 nè. Cái gì vậy? Đâu rồi, đâu rồi. Mày hát có gì mày bắn ghê vô quý. Không luôn, căng 3 luôn. À. Quá là dễ dàng anh em ơi. 1-0. Ok, vậy là đậu xanh nguyên cái quân đoàn của mày á là đổi tên quý 11 ngón hết rồi, trừ Heavy Đăng Nhi ra là con gái đó hả? Đúng rồi, nguyên quân đoàn đang là tao là kêu đổi tên quý 11 ngón hết trơn luôn. Ủa sao tụi mày có cái nguyên tắc gì kìa vậy? Tại tụi tao mất. Cái gì vậy đi? Rồi. Sao mày bắn gì ghê vậy? Cuộc 1 nè, mày biết là hổm gà tao tập luyện rồi dữ lắm, tao bắn dữ lắm không? Trời. Đăng Nhi lên bắn bể đầu thằng Quý Phách đó cho anh Đăng Nhi ơi. Đù, rồi sao mày không kêu Đăng Nhi của mày mở mic lên? Tại vì Đăng Nhi của tao mic bị hư, mày hiểu không? Ủa sao Đăng Nhi của mày không bận bộ đồ nữ mà bận bộ đồ nam hay là cú có gai vậy? Vậy đó, cú có gai gì đi, sao mày nói cú có gai? Xong luôn, 2-0 mà kìa, không lo, 20 triệu. Thì hôm nay tụi mày có suy nghĩ không mà đậu xanh rủ tao solo vậy? Mà bây giờ tụi mày quan trọng là tụi mày bây giờ kêu cái Heavy Đăng Nhi gì của mày lên, mở mic lên cho tao nghe thử ơi. Tao nói là Heavy Đăng Nhi bị mất mic rồi. Mất mic rồi, đậu xanh rồi, sao nãy giờ mày nói chuyện với ai vậy? Tao coi video với Đăng Nhi, mày hiểu không? Đúng rồi, mày ra đây tao bắn full đỏ mày luôn. À, cái thằng này là Heavy Đăng Nhi nè anh em ơi. Hình như là cú có gai hay gì á. Gì mà cú có gai? Chứ làm sao? Mà tao công nhận hôm bữa tao coi cái clip kia của mày, fan mày ngu thiệt chứ. Nghĩ sao giọng tao mà nói giờ giọng nhân gợm chứ giọng Lê Bình giả. Quỷ đâu rồi? Ê. Thì người ta không biết thì người ta nói thôi, người ta thấy giống thì người ta nói thôi. Cái gì mà giống giọng tao, nó có giống như núi. Nó kéo tao nửa cây rồi. Má, bây giờ tôi đậu xanh tôi phải tập luyện đồ. Ê, để tao coi mày tập luyện bữa giờ được gì nha. Ui. Ôi, cái gì? Ui, mày hát à, sao bắn gì vậy, sợ không vậy? 3-0, đỉnh cao không, đỉnh của chớp không? Đậu sao bữa giờ thấy mày bắn ngu mà sao hôm nay mày bắn ghê chứ hả? Thì tao nói rồi, tao tập luyện để tao bắn cái giải quân đoàn đó, lấy về cái chức vô địch đó cho fan của tao coi, hiểu không? Trời ơi, mày tập luyện gì ghê vậy? Mà hổm ngày đậu xanh mày đổi tên thành quý một ngón, nó lỡ người ta mày làm gì sai trái người ta để hừa tao là sao? Thì cái đó cũng là mục đích của tụi tao mà. Trời ơi, tụi mày làm tụi mày phải có lương tâm suy nghĩ chứ. Đúng. Anh em bắn căng lên coi, ủa nó không ba rồi, 20 củ đó. Ê gì vậy? Ui, gục 1 nè. Mày dám bắn Đăng Nhi của tao, tao bắn bể đầu mày đâu quý. Gục 2 nè. Nó hết rồi. Đấy, nó biết không không. Ôi, má hôm nay cái trận tao nó hơi bị đẳng cấp nha. Ê, đậu xanh. Sao hai cái giọng của tụi mày quen vậy? Tao nhớ là cái hằng ốm ốm với cái hằng mập qua nhà của ông Bình solo kèo SH mà không chung phải không? Hả?
Cái gì? Sao mày biết hay vậy? Tao nghe cái giọng là tao biết rồi. Trời ơi, cho mày nhớ, tụi tao có chỉnh đây rồi mà. Rồi, có vụ chỉnh giọng nè. Có luôn. Mé, từ từ đi em ơi. Tôi rồi bây giờ tôi phải kiểu thao tác nhanh hơn. Ê, sao mày kia tao? Ui. Bắn bê đầu, nó bắn bê đầu tao rồi. Đang nhi, bắn cái sợ. Trời ơi, sao mày giết luôn Đăng Nhi đâu rồi? Gục một nè. Ui, nó bật tung luôn không? Gục hai nè. Nó hết rồi. Đậu xanh, cái thằng quý mùa ngón này. Hôm nay tao thấy mày. Từ từ anh em ơi. Xong luôn. One shot 3 thằng luôn, 5-0 luôn. Ui, hôm nay tôi bắn dữ vậy anh em. Vậy là mày là cái thằng ốm ốm mà đậu xanh. Đi lừa người khác chơi kẹo không chung đúng không? Cái vậy, đúng rồi. Rồi bây giờ cái kẹo này 20 triệu rồi mày đéo chung tao luôn rồi. Đấy, cái này là tụi tao chơi công bằng. Phải trưởng thiệt chứ, đậu xanh thanh niên này. Mé, tao phải cho mày biết là... À... Kè nè. Trời ơi, mở rồi tao không. Ê, kè nè. Cái gì ghê vậy? Mày có hết luôn mà mày bắn ghê vậy quý. Trời. Tao bị lắc thôi. Trời. Làm gì hôm nay bắn ghê vậy? Đang nhiên bắn bể đầu nó cho anh em ơi. U. Cái gì vậy? Đang nhiên mày bắn kinh vậy? Đúng rồi, tao kêu là Đang nhiên nó bắn kinh á. Mày ơi mà đậu xanh mày biết cái gì không? Vài bữa mày kêu cái Heavy Đăng Nhi của mày vô để cho tao nói chuyện thử coi phải Đăng Nhi không? Ok mày luôn. Đậu xanh bây giờ mày lúi đầu mày ra đây. Ê vài bữa mày kêu bốn thằng quân đội của mày vô đi chứ ba thằng Heavy quý một ngón thì bắn gà quá à. Vậy quý một ngón có đang chịu đâu nha. Rồi. Nãy giờ tao lắc tao chấm thôi. Ui, sao nó bắn đâu nhanh vậy? Mà tao sợ tao kêu bốn thằng Heavy quân đoàn tao thì mày bắn không có lại. Mày nhìn cái tỷ số thôi, Cái này là tụi tao nhường thôi. Mà mày bắn gì ghê vậy? Mày tập luyện bắn ghê quá à. Mày nó không cứu bồ hả? Rồi không cứu là xác định rồi. À cái thằng mập mày được lắm, cái thằng mập ơi. Mà hổm kìa mày, tụi tao chơi bất chấp luôn. Tụi mày ở đâu mất tích mà đậu xanh? Rồi. Hổm kìa tụi mày đâu mất tích mà giờ tụi mày đổi tên thành quý 11 ngón vậy? Ôi nó cứu nữa kìa anh em. Ôi. Tụi tao bữa giờ là tụi tao luyện trình, tụi tao qua tụi tao chạy tụi mày tiếp mà bữa qua không thấy mày hiểu không? Rồi, tụi mày đâu rồi? Tụi mày đâu? Ôi, cái gì ghê vậy? Rồi. Mày coi thằng mập địch nhà tao bán nè. Ôi, hai thằng bay xin nhẹ cái tuổi nha. Pha ke chứ là pha ke thôi. Thì anh em thấy là cái thao tác tôi nó nhanh hơn được chút xíu không? Trời, anh em nói tôi tập luyện lại quá trời luôn. Thì đậu xanh tôi tập luyện lại đó anh em. Thì đậu xanh hôm nay là hai thằng quý pha ke này với Heavy Đăng Nhi pha ke này là xác định rồi. Heavy là đang trong quân đội. Đăng Nhi là đang trong quân đội Heavy nha anh em. Gục một nè. Cái gì ghê vậy? Mày bắn quá tốt. Gì ghê vậy? Đây, sao cảm giác không? Chết luôn. Rồi. Mập ơi, sao hôm nay nó cảm giác thằng quý nó thao tác tay nó nhanh lắm mày ơi. Xong luôn. À cứu hả? Tao gạt thằng nhân gồm. Ôi, gì? Nhớ, đang gì mà mày nói nhân gồm, mày có bị ngáo không? Đâu? À, mày. Tao nói lộn. Đây nè, mày. À, thằng mập địch. Mà mày nói là nhân gồm là sao? Thằng mập địch. Tao xúc mày không? Thằng mập địch. Mập địch sao mày? Rồi, để tao đưa số tài khoản cho tụi mày ban ha. Để tao nhắn tin Messenger cho. Đó là những biểu hiện của thằng thua nha anh em. Đó là những biểu hiện của mấy thằng thua.